Bà đi bán ve chai về, mua ve chai hay đi bán về đó bà? Lượm À, bà đi vừa mua lượm bà. Đương À? đương 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 lý năm đệ Làm đế đấy, đường này lý làm đế đấy. thì đương lý năm đệ Dạ. nhưng mà có để cái chợ câu không, Chị câu dưới đấy hả? để cái câu đi À dạ. để cho bà đi có câu đi về đi về đi về À là bà ở dưới này chợ câu này. đi chợ câu chứ mà con đi về đó con phải chụp quảng bụng của Của quảng ai? bụng của ông Phúc. À cũng bún 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 nổi tiếng đó hả? Bún nổi tiếng của chắc tại có ăn thôi đó mà. À, dạ không, con biết thôi, chưa có cho đủ tiền để ăn. Nước chè nghe nước chè ngon quá, con xin miếng. Tôi cho tôi rồi. Nói nó cái gì mua mà để lại nãy là quên. Quên à? Bà ăn cơm trưa chưa? Ăn rồi mới đi chứ gì mà nướng. À đi lên đi ra Văn Thánh cũng đâu có. À ra Văn Thánh là con hồ luôn à? À đúng rồi. Dạ. Con nghe nước chè mà với nước chè và ăn ăn chắc cơm mới đi nè. Dạ rồi, quên nước chè rồi. Quên rồi. Có bỏ nó giòn hay không? Quên thiệt cái con này. Dạ vậy thì có món này mà uống nước chè bữa trưa đi. Trời ơi, có một mà uống nữa. Bà đi lâu chưa? Bà ăn cơm. À bơi bơi đi luôn. À à nên mấy cái thùng đi hả? À, ba ngày một đi hết à? Wow. À thế hả? 5 giờ chiều về là một ngày từ sáng sớm đến chiều tối như vậy là mình bán được bao nhiêu tiền? Dạ. Dạ. À, dạ là nhiều ngày hả? Nhiều ngày. À, nhiều ngày mới đủ mới để bán hả? Dạ. Ở đây mình đang đứng ngay trước một nhà thờ ngay đoạn đường Lý Nam Đế đây các bạn. Đây thì có bà tên gì bà hả? Tên Hoa, Lê Thị Hoa. Bà Lê Thị Hoa hả? Tên đẹp hay tên hay vậy? Hoa mà đúng. Cái tóc cái bạc này răng rụng trắng đó này. Đâu răng rụng đó nè. Đã rụng rồi. Mấy chục tuổi rồi đó, năm nay mấy chục tuổi rồi mình đang rụng hết nữa. 73. 73 tuổi rồi. Ôi giời ơi. Này, đến con mày cậy mấy cái nó có. À dạ. Cái con mày cậy dễ nó có. À. Ăn nó bụng. Trong cái trứng. Rụng hết rồi. Cái răng rè cái mông mày ăn trăm cái kháng. Lại răng như cái răng quay. Mày ăn. Dạ đúng rồi, mấy một người tiền cái vui tính hả? Dạ. Tôi có chậu á, mình muốn xương mà mình vui á. Dạ. Túi là vui. Dạ. Túi đi lượm đi chơi lại đi đi chơi. Dạ. Dạ bà mua tính tuổi nói chưa à, con thay mặt cho cô Hiếu ở bên chị Hiếu ở bên Cali á, để tặng cho kính gửi tặng bà 200. Dạ, bà Cali à? Dạ ở Cali nước Mỹ á bạn ạ. Rồi con đợi con tí nha. Cháu đi cho răng mẹ răng mẹ ăn ở răng mà có phúc đức đi. Dạ. Cái mẹ đi quá ăn gặp con. Dạ. Dạ con thấy mẹ đạp xe từ dưới kia đây mà con phải lên đây dừng để đón mẹ, thôi là mẹ chạy nhanh là mất con à. Con chạy nhanh là mất con à, là dạ, mẹ là... mất con chắc cũng là mất con. Dạ. Dạ. Dạ con thấy mẹ từ dưới kia đây. À thôi giờ con thay mặt chị Hiếu con gửi tặng bà nghe. Ừ, tặng bà 200. Dạ. Dạ. Cảm ơn con, cảm ơn cái chị Hiếu ở bên Cali, chị em bé. Chị Hiếu. Dạ. Chị Hiếu là anh Hiếu. Chị Hiếu. Chị Hiếu bên Cali. Dạ. Rồi, dạ. Cảm ơn. Dạ. Gọi mê mê Lê Thị Hoa. Dạ. Đi lượm trái bao. Dạ. Bấm chi. Dạ. Dạ. Thiệt tình cho rồi. Dạ, thiệt tình dạ. Rồi. Vui tính mẹ thấy mẹ vui tính á, mẹ gặp con. Dạ. Dạ, thôi mẹ cố gắng giữ sức khỏe. Đi ra chứ con cho mẹ sức khỏe để mẹ dạ. 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 Mẹ cũng làm đó bạc. Dạ đó đó. Thì con mong sao mẹ khỏe thôi chứ. Mẹ khỏe đấy con, mẹ đi lượm đi, mẹ cẩn thận xe mẹ. Ngày Tết đi xe cũ cũng đông á. Rồi. Rồi mẹ cẩn thận. Dạ rồi, con đi thấy con đi đó. Rồi, cảm dạ. Ơn con nghỉ. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn bà đi đi. Dạ, dạ thì bà đi bà. Mẹ đi hả? À, mẹ đi đi mẹ. Dạ. 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 Đây bà tuổi đó. 73 tuổi rồi, đi nhặt nó thấy bà vui tính các bạn. Bà kể chuyện nói chuyện vui tính. Thăm Huế đi dọc các cái làng quê ven thành phố, đây cũng là phường Hưng Long các bạn, phường Hưng Long thành phố Huế. Đến đây là có chợ thông.
Các bạn thấy ở đây có mấy cây mai đẹp không các bạn? Những cây mai cổ thụ ở đây, các cái vườn rất là rộng, vườn này có những cây mai bung hoa nở nụ đón Tết. Đó, thấy tê chưa? Cái cây mai rất là tự nhiên luôn. Cái mai này gọi là mai cổ đấy các bạn, lâu năm lắm rồi đây. Các bạn thấy bông hoa ở đó. Các bạn xem lại thêm một chút xíu, sau đó sẽ đưa quý vị các bạn về thăm chợ Thông. Chợ Thông là một ngôi chợ gọi là chợ quê, nhưng bây giờ thì nó nằm trong phường Hưng Long là thành phố, nhưng mà nó vẫn còn cái chất quê các bạn. Thì hôm nay những ngày cận Tết thì mình đưa quý vị các bạn về thăm chợ. Đây là những gì bán chi nữa, chưa nghỉ trưa dạ, con quay vào đây có thử còn món gì không. Ở đây có bán hàng, bán đồ ông táo dạ. Đi quay bà đấy, bà ăn cơm chưa? À chưa dạ. Đang cũng chưa, cũng chờ à? Ừ, cũng đấy hả, mặc ra cho họ chùa dạ. Bà đây là bà bán bún ngày trước chờ chờ Thông đấy các bạn. Đây bên đây là Thông. Đây có hàng dừa, hàng trái cây. Rồi mẹ, đây đúng dịp chợ đang cúng tất niên, tất niên cuối năm. Vòng vòng chút xíu chưa hết ga đó mà còn ngồi đây. Wow, anh mua ga nữa, nó có chi mà bún. Mua người bán bún, người bán bún bán luôn, bán luôn. Có chi bán đấy à? Bán đấy, anh đi quay cái chi đó dạ, đi thăm chờ rồi thăm bà con ngày Tết rồi đó. YouTuber hả? Dạ YouTuber. Đây có gì bán vịt nướng lu, heo nướng lu. Món này thích lắm, anh em chưa có dịp thưởng thức được này. Con, chưa có dịp ăn được cái này. Chắc mai mốt phải về kiếm cái lý do gì đó ăn cái nướng lu này được. Dạ. Mà ăn. Ồ. Đi mà không ăn nữa thì răng nữa. Đấy. À mẹ mới gặp mẹ ở đây nó. Dạ. À mẹ đi, mẹ đi đây cả trưa nắng. Thôi kiếm cho nước mà uống mẹ, cả khát nước. Thôi lên cho cơm á. À lên con cơm kiếm nước uống hả? Bắt xin cái nước. Dạ, cho mẹ đi cả buổi trưa đến chiều là mà có nước uống rồi lấy chi mà uống. Dạ. Dạ. Chào mà chị bé. Chị quay chị đó thấy đẹp đẹp quay cái. Này cơm, đây con vịt heo hết rồi, hết nướng lu rồi, để giới thiệu cho mọi người ghé ủng hộ gì đấy. Nghe món nướng lu là lạ. Chiều nướng lại à, buổi chiều nữa à. À thế hả? Dạ vậy thôi, gặp vậy cái đã mà mốt có dịp thưởng thức giới thiệu cho mọi người. Dạ. Đây là chợ bán câu trầu, có nem, xiên chuối, bán đồ hàng Tết luôn các bạn. Đây là trái cây. Mày ghé thăm chợ. Trong lúc chợ đang cúng tất niên cuối năm, chào bác. Chào bác. Tất niên cuối năm ngày nay buổi trưa, cũng buổi trưa đúng không bác? À, cuối năm. Cuối năm rồi hả? Tổng kết cuối năm. Cầu xin cho dịch bệnh đi khỏi. Dạ, rồi gì nữa? Mình ăn làm ăn. Dạ. Con cây, con chờ, con nhà nghèo. Con nhà nghèo. Tiểu thương mua bán được đấy, năm 2022 cố gắng lên. Đúng rồi. Để Covid đi mà bán. Bên đây là hai cái gian hàng hai bên chợ đấy các bạn. Trước đây là bạn tên chợ Thông. Chào bác, chào các chị.
Rồi, con đi đã. Trong này chợ đây. Chợ. Đây hàng bánh chợ. Mức ngày Tết. Đây, buổi trưa. Quá buổi trưa luôn à, không nghỉ trưa rồi cô chị. Cô đóng một buổi thôi. Một buổi thôi, bán đến mấy giờ bao nhỉ? À, hết khách là nghỉ à? Dạ. Con cảm ơn nha cô ấy. Thịt chà ơi, chào người đẹp. Người đẹp bán thịt heo. Dạ. Dạ. Đang bán trưa muộn đó, không về nghỉ trưa không ăn cơm à? Không ăn cơm à? Ế à? Ế à? Tết mà đang ế được, Tết thì bà bán hết sớm, về sớm nhé. À, đây hả? Thì mai bán tiếp. Bán. Rồi yeah. Cảm ơn chị ấy. Đi ra bà cô và người ngoan đi. À, mẹ. Hàng rau. Thì dòng ra sau này chút xíu. Không chờ vào buổi trưa ngày Tết. Tôi đây. À cháu gì vậy? Chờ. Rồi. Chào các bà. Đây con cơm. Cơm trưa. Gì bán cơm trưa hả? Dạ. Yeah. Này bán cơm phục vụ Tết cho bà con luôn hả? Bà con. Mình xin được mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình về thăm các cụ bà ở làng Hương An các bạn. Hôm nay trời thời tiết ở Huế nó có gì khác khác không các bạn? Nắng ấm lên. Thăm các hoàn cảnh cụ bà neo đơn. tám tuổi ra, à. 8 tuổi là 2 tuổi nữa chứ mấy, 2 tuổi là 90 chứ, 32 à, dạ, dạ, là mẹ ở trong nhà đi là ở với ai, mẹ ở trong nhà là ở với ai đây, ở chắc này à, con cái, dạ. 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 Ai? Dâu ở đâu á? Dâu đâu hả? Dạ. Là dâu dâu đâu ở đâu ở đấy hả? Dạ. Ở trên kia chứ. À. Dạ. Dạ vậy à. Là mẹ sáng giờ mới ăn sáng luôn. Dạ. Giờ mới ăn sáng luôn hả? Hiểu á. Giờ mới ăn sáng luôn mẹ. À, mẹ không nghe rõ hả? Nó nhỏ là không nghe. Dạ. Dạ. À, sáng nay mẹ có đi chợ đi đâu chứ không? Dạ. Dạ mẹ. Ngày gửi mua gì mẹ? Đi chợ gửi đồ đi chợ là gửi mua cá mua thịt à hay là mua chi? Con có nghĩa kẹo cái gì chứ mà chú nghe bà nào người ăn đồ chi mẹ người chú ăn chợ ơi mẹ người chú ăn đó rồi mẹ người ăn chi mẹ nghe em rõ các bạn rồi mày đi có rồi đây đó dạ thích ăn chi thì gửi mua cầm đây con nó dạ 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 mẹ tên níu lạnh không lành thế, mà mẹ ngủ ở đây à? Ngủ bên à ngủ bên giường mới đi, dạ. Ừ. Là ông bỏ mẹ đi lâu chưa? Ừ? Ông bỏ mẹ đi lâu chưa? Lâu rồi. Mấy chục năm rồi. Năm rồi. Năm rồi. Thương hiệu mẹ tôi rồi. Năm.
Rồi 25 năm này hả? Mẹ ở chắc hả? Buồn không mẹ? Buồn không? Ở chắc buồn không? À, à mẹ năm nay cũng là gần 90 tuổi cho nên là tai nghe không có rõ lắm các bạn. Mẹ tên chi mẹ? Đinh Thị Lam. Đinh Thị Lam à? Đinh Thị Lam. Dạ. Chà, Đinh Thị Lam, tên Lam hay vậy? Tên nó chắc mày Lam rồi, cái kia cực cả đời luôn. Làm cả đời luôn. Cực cả đời hả? Dạ. Dạ thôi giờ chứ con lên con ghé thăm mẹ tí. Con thấy mẹ cũng lớn tuổi mà cũng chứ tay đồ cũng hơi bị loạn nữa rồi. Giờ đi chợ không có được nữa thì chứ con gửi mẹ 200 nghìn đấy. À, chị Thanh ở bên Cali gửi tặng cho mẹ 200 nghìn, dạ, để cho mẹ gửi đồ ăn đồ mà ăn trong mấy cái ngày dịp Tết ở đây này, dạ, dạ rồi. Cali gửi tặng cho mẹ 200 mẹ, dạ, con xếp con gửi mẹ, dạ, dạ kính gửi mẹ, dạ, dạ rồi chúc mẹ khỏe mẹ hết, rồi con xếp con đi đã.